Hello, chào tất cả anh em nha. Mình là NTN đây. Đẹp trai, mã số 03 đến từ Bắc Giang, ok. Thì hôm nay mình phải thông báo cho anh em một cái tin cực kỳ là buồn luôn. Anh em đọc tiêu đề anh em cũng biết rồi đấy. Thì mình sẽ quyết định là nghỉ game FIFA anh em ơi. Mình sẽ không chơi game FIFA nữa và mình sẽ chuyển sang game Liên Quân nhá. Mình là cao thủ bên đấy anh em ạ. Thì mình nói thật với anh em ấy, thì mình đã chơi Liên Quân được khoảng độ 5 năm rồi anh em ạ. Đó thì mình đã bỏ một thời gian khoảng độ 3 năm để mình chơi FIFA và mình làm clip cho anh em xem ấy. Nhưng mà lý do mình nghỉ FIFA ấy, mình rất là buồn luôn, bởi vì mình làm clip FIFA ở trên kênh chính của mình anh em biết ấy, thì dạo này chả có view nữa anh em ạ. Đăng không nổi 50k view luôn. Mình anh em biết là mình 1 triệu 7 sắp cơ mà. Đó thì kiểu mình thấy không ai yêu quý mình nữa ấy, không thích xem video của mình nữa ấy. Nên mình sẽ quyết định là nghỉ chơi FIFA nhá anh em. Và mình sẽ tạm chơi Liên Quân một thời gian và mình sẽ đăng trên cái kênh phụ này nhá. Đó, thì anh em thì nói chung là nó chỉ là như thế thôi anh em ạ. Anh em muốn mình kiểu như làm video về Liên Quân ấy thì anh em nhớ comment xuống nha, mình sẽ làm video về Liên Quân ở trên cái kênh này. Còn kênh chính của mình ấy thì mình đang tạm nghỉ một thời gian. Khi nào anh em kiểu yêu quý mình, anh em sang xem video của mình ấy, thì mình sẽ quyết định là tải lại FIFA và chơi nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào Liên Quân để mình chơi luôn nha anh em ơi. Anh em cùng nhớ là anh em ủng hộ mình bằng cách anh em chỉ cần xem đến cuối, anh em đừng có tua nhá. Anh em tua thì chắc là mình nghỉ luôn cả Liên Quân ấy, bởi vì làm video không ai xem thì sẽ không có tiền ăn mì tôm và không tiền đóng tiền phòng. Đó, thì mong anh em xem đến cuối và anh em bình luận nhận xét xem mình chơi có hay không nhá. Ok, bây giờ mình sẽ vào chơi luôn nha anh em ơi. Ok tất cả anh em nhá. Đấy thì trận này mình sẽ chơi theo nét cho anh em xem nhá. Đấy, FIFA mình chơi chả có ai xem, mình quyết định là mình chơi Liên Quân nhá. Thì kênh này anh em muốn mình làm về Liên Quân ý thì anh em comment xuống bên dưới nhá. Đó, mình chơi với anh em biết là cái trình độ lên tinh anh của mình, anh em biết trình độ mình nó như nào đấy. Nhầm xíu nha anh em. Ôi ơi, bình tĩnh, về nào. Trời ơi, nào mày ra đây. Ui, nó kéo mình anh em ạ. Con Mila kia nó kéo ấy. Đó, anh em biết là mình chơi Liên Quân từ hồi năm lớp 8 cơ mà, hồi đấy leo lên cao thủ luôn. Nói không phải khuya thật đấy anh em ạ. Trình độ của mình ở bảng cấp luôn, con AD này, mạnh. Đốc biến anh luôn, giết luôn, ui một phát nữa kìa. Ê, cày thế nhỉ. Một phát nó chết kìa. Ôi giời ơi. Ê, con Mila mày kéo ai, kéo ai. Trời ơi, mình chơi theo lát kinh không. Riêng con chơi theo lát này anh em phải farm xanh mà nhá. Late game bắn kinh lắm. Ui Lata mạnh lắm anh em ơi. Đau. Bình tĩnh nha anh em ơi. Ôi máu đâu rồi nhé. Ok bình tĩnh nha. Đó lum bum support thì gọi là cực phẩm đấy anh em ạ. Chiêu hai anh em bắn trúng người là anh em sẽ được chạy nhanh nhá. Ơ gì đây. Ôi chết rồi. Vẫn giết được kill anh em ạ. Mày em đang chơi có người nhắn tin. Buồn ấy, mong là nó không gọi anh em. Mong là người đấy không gọi mình không toang anh em ạ. Ok anh em nha, vừa xong lỗi kỹ thuật anh em ạ. Nên là mình phải tắt video để có người gọi nha anh em. Đấy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quay cho anh em xem nhá. Đó, mình sẽ đánh Liên Quân anh em trận này win nhá. Trận này thua mình xóa game luôn. Cái nhất nó con bùa ạ. Ui không cái, con Mina này nó lại choáng mình kìa. Nè con danh con này. Mày choáng ai này mày. Ok mình sẽ ăn thôi con bùa đỏ của rừng nhá. Sorry rừng nhá. Ơi mít chết rồi, mất trụ mít rồi. Bắn mít luôn. Đấy, anh em chơi con này anh em cứ đằng sau anh em bắn nhá. Rồi. Ồ hay quá. Rồi một thằng. Thằng nào đấy. Hai thằng. Tiếp tục solo. Chạy ngay tuổi gì. Anh em thấy mình bắn chơi teo lát kinh không? Mình sẽ đẩy luôn cái trụ này nhá. Nào thủ đi, mai thủ. Rồi chết rồi anh ơi. Mày. Một phát nữa. Chạy nhanh đi. Chết. Trời ơi anh em đỉnh không. Xin cái tuổi. Ok về nhá. Không nói lên anh em ạ. Ok mình sẽ cướp hết bùa bên nó nha. À từ từ. Hết bùa anh em ạ. À đi còn con này. Xong mình đẩy trụ nha anh em ơi. Đẩy trụ bên này. Anh em chơi đẩy càng nhiều trụ anh em dễ thắng nha. Đấy. Anh ơi bình tĩnh nha anh ơi. Chết mẹ rồi. Hay quá. Bắn luôn. Giải cứu luôn. Thôi về anh em về đi. À từ từ nha, bình tĩnh anh em ơi. Đó mình sẽ về hồi đầy máu nha. Đang ứng đồ nha anh em ơi, gánh team thôi anh em ạ.
bên nó AD à, mid cũng khá xanh nha mày, mid khá xanh đấy. Rút lui. Đó, ở bên kia lính rất là nhiều. Mình sẽ dọn lính mid trước xong mình sang lính bên kia nha anh em. Đó, mình sẽ dọn lính mid trước nha. Vơ viết của rừng nha. Mình sẽ không ăn bùa đỏ nha anh em, mình chỉ ăn mấy con quái con thôi. Rồi xong rồi, team mình chết hết rồi. À, nó ăn rồng, bọn này ăn rồng. Được. Rồi, cướp luôn rồng. Rồi, cướp luôn rồng cả mạng luôn anh em ạ. Trời ơi, đỉnh luôn. Không ăn được con bùa xanh, cay quá. Ok, mình sẽ đợi con kia ra đây nhá. Đó, con đấy, con gì nhỉ? Con Mila anh em ạ. Nó trốn đâu ấy? Ờ, đây. À, xịt rồi, tao bắt bài mày rồi. Ui, đang mít nhiều lính quá. Ok, mình sẽ ra gặp mình, dọn lính nhá. Từ nào, chị ơi, bình tĩnh nào. Chạy đi ạ. Chạy đi đâu, sời ơi. Xin cái tuổi luôn. Ok, mình sẽ ăn được con lính này nhá. Ok. Rồi mình sẽ ra là ngày mình đẩy trụ nhanh nhá. À, bùa xanh à? Cướp luôn bùa xanh nhá. Ơ, chúng nó đang ra chỗ mình rồi anh em ạ. Về. Mình thấy rồi nha anh em, mình thấy rồi. Biết ngay mà. 8 hạ rồi anh em ạ. Quá easy luôn. Xê ra nhá. Bùa đổ thôi, để cho rừng nhanh nhá. Không lại bảo mình ăn hết của rừng hơi mệt đấy. Rồi, ở đây rất kinh luôn. Mình sẽ ra mình kết mạng nhá. Đó, mình sẽ chỉ đứng đằng sau team thôi nhá anh em. Rồi rồi. Bắn nhau thì mình cứ đứng đằng sau mình bắn nhá. Check bụi xem có ai không ta. Không có anh ạ. Không có ai luôn. Ôi, ôi, nó đặt thân bao giờ nhỉ? Không biết nữa anh ạ. Về nha, mình về nha. Hay quá. Rồi, một đứa rồi. Đuổi luôn. Ngộ không đang bắt đầu, Ngộ không đang chặn đầu anh em ơi. Rồi, tí chết mình nha, tí chết luôn. Rồi, quét sạch luôn. Game dễ quá anh em ơi. Tí chết. Ok, mình sẽ đẩy trụ luôn nhá. Lấy trụ luôn. Rồi, bật đem bạn ra, mình sẽ về trước nha. Mình ít máu nha anh em. Ít máu mình sẽ về, mình vơ vét rừng nhá. Đó, hồi máu ra anh em, hồi máu xong lên nhá. Đây rồi, bây giờ mình sẽ lên luôn nhá. Team mình bảo kê nhá anh em ơi, không sợ luôn. Lên luôn, team bảo kê, lên luôn nhá, bắn luôn. À, con Mila định bắt mình nha em ạ. Con này nó rình rình nó bắt mình ấy. Ok, mình sẽ ra mình đẩy trụ bên này nha anh em. Đó. Rồi, uy tín luôn. Rồi, mất trụ luôn anh ạ, mất trụ luôn. Chạy. À, đánh nhau. Ôi, tôi chết rồi. Hay quá. Rồi, hay. Team mình chạy rất nhanh đây ạ, team mình chạy cực nhanh luôn. Rồi, con Athos. Ok, mình đứng bắn nhá. Một kill. Thôi, bình tĩnh nào. Con AD sắp chết rồi kìa anh em. Cái thế nhỉ? À, con Zilma. Thế con Zilma nha anh em ơi. Đâu ấy? Ui, nó đây rồi. À, đây mình sẽ đứng đằng sau mình bắn nhá. Ôi hay quá. Bình tĩnh nhanh nha mày. Ăn hết bùa nha, vơ vét hết nha anh em ơi. Đấy, ăn luôn dầu. Rồi xong thôi nhỉ. Ơi, nó định cay hết dòng nhỉ. Rồi.
Ôi, đằng kia lính rất nhiều luôn. Mà thôi, mình cứ đánh nhau cùng team nhé anh em. Ăn nó con bùa đỏ nhé anh em. Ơi, bị cái hết kìa. Đây, 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 đây rồi anh em ơi, đây rồi. Mila định bắt mình nha. Ăn luôn con bùa xanh nhá, rừng mình không ăn, mình ăn luôn nhá anh em. Quái căng anh ạ, căng thẳng luôn. Đang bắt ngộ không, Mila đang bắt ngộ không kìa. Đó, anh em thấy chưa? Dio ma này, mày lẩn vào đây làm gì mày? Mình chết trước là toang anh em ạ. Mình phải bình tĩnh nha, mình cứ đứng đằng sau nha anh em. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Combat rồi anh em ơi. Rồi, chết một đứa. Con Mila chết thì mình sẽ không sợ nha anh em. Bắn luôn. Rồi. Từ từ mình đứng nha anh em. Gì ô mẹ, một đứa. Đây, hai đứa. Thắng rồi, quả này thắng chặt rồi anh em ạ. Ok, mình sẽ đẩy chú luôn nhá. Thắng rồi, quả này thua sao được. Anh em muốn mình chơi liên quan tiếp, anh em comment luôn nhá. Cho bố xanh, cho ngũ không đi anh em ạ. Bắn luôn, solo. Chết luôn, rồi ơi, tuổi gì đúng không? Tuổi gì solo mình, ok, mình sẽ thắng luôn nhá. Không biết thắng luôn không? À, không thắng đâu nhá. Ok, mình sẽ để đỡ cái trụ này nha. Rồi, xong luôn, hai trụ rồi. Về thôi, hết máu rồi anh em ơi. Mình ăn bịch máu anh ạ. Đó, giờ sẽ lên bắn nhau luôn này. Đẩy trụ luôn. Ôi, con Zio mèo bắt mình nhá, con Zio mèo bắt mình. Nguy hiểm lắm. Ok, mình đứng ở sau mình bắn nhanh em. Rồi, một kill. Đứa nào nhỉ, đứa nào đây. Hai, mình không ăn được hai đứa kìa. Rồi, xong rồi. Win luôn rồi anh em ơi. Quả này rơi cứu. Không biến em, tốc biến bắn luôn nhá. Thắng rồi. Thôi, clip của mình đến đây kết thúc nha. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi đến đây. Bye bye anh em. Thì ok tất cả anh em nhá. Thì vừa xong mình đùa anh em thôi. Thì mình vẫn tiếp tục là làm FIFA trên kênh chính nhá. Còn kênh phụ này thì mình chả biết làm content gì, nên mình quay thử một cái đoạn liên quân cho anh em xem. Nếu mà anh em thích xem ấy, thì anh em muốn mình làm liên quân tiếp, anh em comment xuống nhá. Muốn mình show cái ạc của mình, ạc liên quân này, thì anh em nhớ comment xuống nhá. Bởi vì cái kênh chính mình đang rất là mất đề xuất, nên mình phải làm thêm để mình kiểu như có tiền mì tôm anh em ạ. Nên là mong anh em ủng hộ thêm kênh này của mình nữa nhá. Anh em đừng quên là đăng ký kênh này, subscribe. Đăng ký kênh với subscribe là giống nhau nhỉ. Anh em chia sẻ đăng ký kênh và bấm like nhá, để giúp mình sớm đạt 1 triệu sub ở kênh này nhá. Và trên đây kênh này anh em muốn mình làm content gì thì anh em comment xuống nhá. Ở kênh này mình chả biết làm content gì anh em. Ok, bye bye anh em.